Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn nào mà đang làm về giá thành á, mà các bạn đang hạch toán cái nghiệp vụ nợ 621 có 152 này nè, mà theo định mức á, thì nếu mà các bạn ghi như thế này thì đã đủ chưa các bạn? Tức là khúc này các bạn xúc 152 nó đã theo thực tế chưa? Chưa. Như vậy nếu mà các bạn ghi trên sổ mà theo định mức chưa theo thực tế thì hàng tồn kho nó có đúng không? 152 còn tồn cuối kỳ trên sổ sách đó, nó có khớp với thực tế không? Không. Vì theo định mức mà chứ đâu theo thực tế đâu, đúng không? Và cái tình huống mà tôi đang nói nè là nó thường xuyên áp dụng trong cái mà nhà hàng khách sạn, không nhà hàng quán ăn. Được chưa? Do đó nếu mà các bạn mới ghi cái nghiệp vụ này thôi thì hàng tồn kho trên sổ sách là nó chưa đúng thực tế. Do đó các bạn muốn hàng tồn kho trên sổ sách nó đúng thực tế thì các bạn phải làm tiếp một cái công đoạn gọi là kiểm kê. Để từ đây các bạn mới so sánh được giữa số lượng nguyên liệu xuất theo thực tế với loại nguyên liệu xuất theo định mức theo từng loại nguyên liệu để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý chênh lệch kịp thời. Được không các bạn? Thì bây giờ nó có nhiều cái tình huống như sau nè. Bây giờ trường hợp 1 á là xuất theo định mức là nó nhỏ hơn xuất theo thực tế. Tức là khi mà các bạn kiểm kê xong thì các bạn sẽ áp dụng cái công thức là tồn đầu cộng nhập trừ kiểm kê thì nó ra thực xuất. Thì lúc này chúng ta tính ra được thực xuất nguyên vật liệu là có 152 á, nó cao hơn so với định mức. Ví dụ định mức chúng ta xuất có 8 thôi nhưng mà thực tế nó là 9 lận thì chúng ta phải ghi thêm cái nghiệp vụ là có 152 là số 1, là cái phần trên là giữa thực tế so với định mức. Một khi ghi có là phải ghi nợ thì lúc này chúng ta sẽ ghi nợ 621 hoặc là 632. Nếu mà cái phần mà trên là định mức này nè nó vẫn còn nằm trong hao hụt cho phép khi xây dựng định mức tiêu hao á thì cái phần chênh lệch này chúng ta sẽ ghi vô 621 hoặc là 632. Nếu mà chúng ta ghi vô 621 á, thì nó chuẩn, rất là chuẩn luôn. Nhưng mà chúng ta hãy xem xét coi ghi 621 nó có tập hợp được, các bạn có dễ trong quá trình mà tập hợp chi phí cho từng đối tượng tính giá thành hay không. Nếu mà khó thì các bạn ghi 632 luôn đi, đưa vào giá vốn luôn. Rồi đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là chúng ta xuất theo định mức này nè, nó nhỏ hơn xuất theo thực tế. Ví dụ xuất theo định mức là có 8 thôi nhưng mà xuất theo thực tế tới 15 lận. Và cái chênh lệch đây là nó vượt định mức mà chưa hiểu được nguyên nhân. Tình huống ở trên là xuất theo thực tế nó lớn hơn định mức là chúng ta biết được nguyên nhân là nó vẫn nằm trong hao hụt cho phép. Ví dụ như chúng ta làm ly cà phê á, định mức là 3 muỗng nhưng mà thực tế chúng ta kiểm kê ra là nó làm sao tiêu hao là 3,5 muỗng thì gọi là nằm trong định mức. Còn bây giờ là chúng ta tính ra thì nó thực xuất là tới 5 muỗng lận, như vậy nó chênh lệch tới 1,5 muỗng. Được chưa? Thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân và xử lý. Thì trong tình huống mà chúng ta chưa tìm hiểu được nguyên nhân thì chúng ta sẽ ghi vào 1381 cái phần chênh lệch giữa xuất theo thực tế so với lại xuất theo định mức này. Được không các bạn? Rồi sau đó chúng ta mới tiến hành tìm hiểu nguyên nhân. Nếu mà công ty của chúng ta chịu luôn thì chúng ta hạch toán 632. Còn bắt nhân viên bồi thường chúng ta sẽ ghi giảm trừ lương hoặc là phải thu khác. Cái phần mà vượt vượt so với định mức đây nè là cái phần chi phí đây nè sẽ không được chấp nhận chi phí hợp lý đâu nha. Còn cái phần mà làm sao trong định mức này, nghĩa là vượt so với định mức mà nó vẫn nằm trong cái hao hụt cho phép của mình á thì mình vẫn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Rồi trường hợp thứ ba là mình xuất theo thực tế là nó nhỏ hơn so với định mức. Ví dụ định mức mình xuất là 4 nhưng mà thực tế khi mình tính ra là xuất có 3 thôi, như vậy trên lệch là 1. Vậy chúng ta phải hoàn nhập lại, chúng ta phải hoàn nhập lại, được không các bạn? Chúng ta phải hoàn nhập lại. Rồi các bạn đó chưa, các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân. Hy vọng cái giá trị này sẽ giúp cho những cái bạn nào mà đang làm giá thành đó mà xuất cái này nè, đang theo định mức cái này, các bạn sẽ có một cái cách nhìn lại về cái vấn đề quản lý hàng tồn kho của mình. Tôi nói ở đây là khi mà các bạn làm thực cái nha, còn các bạn mà đang làm dịch vụ kế toán thì chắc chắn sẽ không làm cái thao tác này rồi, đúng không?
vì các bạn có kiểm kê đâu, hiểu chưa? Những bạn nào mà đang làm quản trị, được chưa, làm kế toán để quản trị á, thì bắt buộc chúng ta phải kiểm kê thôi, không còn cách nào khác. Rồi, được chưa? Các bạn thấy video này hay, cho tôi được like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem nha. Rồi, các bạn muốn đăng ký kênh của tôi bằng cách là lên kênh YouTube nè, các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán, bấm vào đây, bấm vào Tấn Hải Bùi, rồi các bạn bấm vào xem một cái video bất kỳ nè. Thật ra muốn đọc tôi dưới mỗi video nữa có từ đăng ký kênh nè, các bạn bấm vào đăng ký kênh. Sau khi bấm đăng ký kênh nó hiện cái chuông giống vậy nè, các bạn bấm vào để mỗi lần tôi ra video vào 8:30 tối nó sẽ hiện lên trên đây để các bạn là người đầu tiên sẽ thấy được cái video này. Ủng hộ tôi bằng cách bấm nút cảm ơn nè, đó, mua những cái ánh động ở đây được chưa bạn, bằng một số tiền cụ thể hoặc là chuyển khoản cho tôi, đây thông tin tài khoản nữa các bạn, được không? Rồi, các bạn muốn mua sách thì vào trang sách kế toán.org, nó có rất là nhiều loại sách ở đây đó. Làm sao để làm kế toán từng phần hành, đọc hiểu phân tích báo cáo tài chính, luyện nợ có, tổ chức bộ máy kế toán, thực hành MISA, kế toán dành cho người chưa biết, giá thành, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.